Thị trường có tuần giao dịch lình xình đi ngang, phiên tăng phiên giảm và phiên kết tuần của chúng ta là một cái phiên mà cũng là mở đầu cho tháng 11 là một cái phiên giảm điểm rất là mạnh. Gần 10 điểm và một cái sự giảm điểm toàn diện. Chứ chưa thể rút chân và tạo đáy giống như những cái kỳ vọng của chúng ta đúng một năm trước ngày 1 tháng 11 năm 2023 như những cái kỳ vọng của nhà đầu tư À, liệu thị trường nó tạo đáy ở đâu và nhóm ngành nào, cổ phiếu nào có cơ hội tạo đáy trước thị trường thì à, Mời mọi người theo dõi video ha à, Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam Và quay trở lại với cái uh, video cuối tuần của em Vương à, Trước khi đến với video thì anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại cho em những cái lực like, những lực tương tác ở phần bình luận Để giúp cho cái video này được lan tỏa nhiều hơn anh chị anh chị chưa có người đồng hành hỗ trợ hoặc chưa được hỗ trợ tốt thì có thể mở một cái tài khoản SSI hoặc đã có tài khoản thì gắn ID của em để được không đồng hành hỗ trợ anh chị nhé. Mọi chi tiết thì anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại. Rồi hôm nay là cuối tuần anh chị thứ bảy ngày 2 tháng 11. Em sẽ chia sẻ với anh chị một cái video. Thì đầu tiên ngày hôm nay chúng ta có một cái À, điều mà anh chị chú ý là hôm nay là ngày 2 tháng 11 là ngày mà à, cái thông tư gỡ vướng refunding chính thức có hiệu lực anh chị à, và khối ngoại không cần ký quỹ 100% khi mua chứng khoán à, thì à, đây là một cái à, điều mà chúng ta chờ đợi rất là nhiều à, thông tư số 8 à, chính thức được áp dụng từ ngày 2 tháng 11 năm 2024 anh chị tức là hôm nay à, à, thì đây là một trong những cái à, điều mà nhà đầu tư mong đợi à, nó giúp cho cái uh, chứng khoán Việt Nam của chúng ta nó tiến thêm một cái bước quan trọng trong có quá trình nâng hạng anh à, thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi à, hy vọng rằng thị trường chúng ta sẽ sớm được nâng hạng à, với những cái quyết tâm của chính quyền anh chị ha à, rồi thì uh, đó là cái tin đầu tiên thì với cái uh, cái sự một cái tin tích cực như thế này một cái yếu tố như thế này thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng cho cái nhóm chứng khoán à, trong cái tuần tới sẽ là một cái tuần mà nó có thể tạo đáy được khi mà đã có một cái giai đoạn nhóm chứng khoán đi ngang và suy yếu ở trong đầu đó khoảng một tháng nay rồi chị cơ hội tạo đáy nó đang rất là sáng suốt anh chị, đặc biệt với à, cái à, các cái cổ phiếu như là SSI hay là HCM của nhóm chứng anh chị. Đây là một như SSI là một trong những công ty chứng khoán mà à, lớn nhất tại Việt Nam và SSI có cái lượng khách hàng cũng như là có cái dòng vốn rất là lớn. SSI à, nó cũng có cái hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả Và giúp cho họ có thể tận dụng tốt các cơ hội để tăng doanh thu à, từ giao dịch à, và ứng trước anh chị. HCM cũng vậy cũng là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu và có sự tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài HCM có thể hưởng lợi rất là lớn khi cái lượng giao dịch tăng lên và nhờ cái tính thanh khoản cao gì thông tư 68 nó sẽ giúp cho thanh khoản của thị trường nó sẽ tăng lên nhiều gì tăng tính thanh khoản cái rủi ro thì nó giảm đi và gia tăng lợi nhuận từ cái dịch vụ ứng trước và một điều nữa là nó sẽ tăng khả năng thu hút nhà đầu tư nước ngoài à, đó là những cái điều mà thông tư 68 nó sẽ đem lại khi mà nó chính thức được chạy anh chị ha rồi đó là thông tin đầu tiên à, tiếp theo thì mình sẽ điểm lại thị trường trong cái tuần vừa qua anh chị nha à, tuần vừa qua thì chúng ta có một cái tuần thị trường linh sinh tăng nhẹ ở đây anh chị đây là đồ thị tuần chúng ta ha à, chúng ta có một cái tuần tăng nhẹ hai điểm nhưng mà cơ bản là thị trường nó linh sinh à, phiên xanh phiên đỏ phiên xanh phiên đỏ và biên độ cũng rất là hẹp biên độ giao động của thị trường trong cái tuần vừa qua à, thấp nhất là một hai năm cao nhất là một hai sáu tám thì chỉ có à, 17 điểm anh chị. trong một tuần giao động rất là thấp à, rất là hẹp như vậy và cái thanh khoản cũng vậy, thanh khoản trong cái tuần vừa qua cũng là một cái mức thanh khoản cực kỳ là thấp. Chỉ đó có là phiên thấp nhất thì 10.800 tỷ, và những phiên gần cao hơn một tí là 12.700 tỷ, quanh mức 13.000 tỷ những phiên cao 18.800 tỷ là là cái phiên mà giao dịch thỏa thuận của cổ phiếu VIB và phiên ngày thứ năm là phiên 18.000 tỷ thì là cái giao dịch thỏa thuận của Masan à, thì tính chung lại thì tuần vừa qua chúng ta đã có một cái tuần đâu đó khoảng uh, trung bình thì cỡ khoảng 13.000 tỷ 14.000 tỷ cái mức cực kỳ là thấp rồi à. ừ. thêm nữa là khối ngoại tuần vừa qua cũng bán rồng xuyên suốt xuyên suốt bán rồng xuyên suốt luôn à. liên tục rút rồng ra à. về uh, các cái yếu tố bên ngoài thì tuần vừa qua anh chị thấy là các cái chỉ số chứng khoán thế giới nó cũng có những cái sự biến động rất là mạnh à, châu mỹ ở mỹ thì các cái chỉ số ở phiên thứ năm thì giảm rất là mạnh à, nhưng thứ sáu thì có sự phục hồi thứ năm mở gáp giảm thì thứ sáu mở gáp tăng ngược trở lại à, có những cái sự biến động rất là lớn đặc biệt ở hai phiên cuối tuần à, châu âu châu á cũng vậy cũng có những biến động cực kỳ là lớn À, tuần vừa qua thì cũng có một số cái yếu tố bên ngoài nó ảnh hưởng đến à, có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái đoạn tới anh chị. đó là cái sự bất ổn chính trị gì, bất ổn chính trị nó diễn ra khắp nơi, à, Iran nó chuẩn bị tấn công, công kích trở lại, trả đũa Israel, anh chị. rồi Triều Tiên vừa rồi cũng phóng một cái siêu tên lửa hạt nhân à, gây có thể là gây những phản ứng rất là lớn ở phía Hàn Quốc và Mỹ. Anh chị. À, rồi bầu cử tổng thống Mỹ trong tháng 11 này nữa mình có thể nó sẽ có những cái tác động à, rồi thì cơ bản là như vậy à, về nhóm ngành thì trong cái tuần vừa qua anh chị thấy là cái nhóm ngân hàng là một cái tuần giảm biến động cũng khá là nhiều mà giảm anh chị biến động thiên về chiều giảm ha nhóm ngân hàng à thứ năm anh chị thấy là thị trường kéo là kéo toàn ngân hàng không à, các cái nhóm ngành không được có sự đồng thuận thứ sáu thì giảm ngược trở lại và cũng là ngân hàng và những cổ phiếu trụ điều chỉnh điều chỉnh rất là mạnh à, giảm mạnh là chúng ta thấy tuần vừa qua như là Vinhome này à, giảm mạnh có những phiên giảm gần 4%. phần trăm rồi Masan à, những cổ phiếu này thì liên tục bị khối ngoại bán rất là mạnh mà sàn tuần vừa rồi có à, hai phiên cuối tuần bán cực kỳ là mạnh. Thủng qua các cái hỗ trợ. Rồi GVR. Như... À, vn 30 anh chị thấy là tuần vừa qua điều chỉnh rất là mạnh. À ba 30 thì cơ bản là tuần vừa qua điều chỉnh mạnh, biến động nhiều ha. À, à. Còn ngân hàng thì phiên thứ sáu thì tăng mạnh, phiên thứ à, phiên thứ năm tăng mạnh thì thứ sáu giảm lại. Thì mình đánh giá cái nhóm ngân hàng này nó có nhiều cái cổ phiếu nó có thể sẽ có thêm một cái nhịp giảm nữa gì và sẽ là yếu tố nó kéo thị trường đi xuống và cái vùng hỗ trợ thì của thị trường tiếp theo là đâu đó khoảng 1240 1245 thì cái việc giảm điểm của nhóm ngân hàng trong các cái phiên tới một vài cổ phiếu lớn nó sẽ đè thị trường đi xuống và vùng cân bằng của thị trường cũng chính là cái vùng mà cổ phiếu nhóm ngân hàng nó có thể cân bằng được anh chị nha. À. Một vài các nhóm ngành khác thì có thể là nó sẽ cân bằng trước thị trường đấy. À. Nhưng mà nhóm ngân hàng mình nghĩ là nó sẽ cân bằng cùng lúc với pan uh, index chúng ta. À. Uh, Mid cap thì uh, tuần vừa qua anh chị có thể thấy là ở đây anh chị Cap, tuần vừa qua là một cái tuần mà giảm điểm tiếp tục giảm điểm nhưng mà mức độ giảm điểm là nó không có còn quá mạnh như đoạn trước nữa mức giảm nó nhẹ đi nhóm mà chứng anh chị tiếp tục giảm thép tiếp tục giảm điểm bất động sản tiếp tục giảm nhưng mà mức giảm nó nhẹ, rồi cao su, dầu đều giảm cả anh chị, tiếp tục một tuần giảm điểm như vậy tuần vừa rồi mà anh chị còn ôm hàng là rõ ràng là là bị ảnh hưởng, Nơi ừ, AV nó nó cứ bị bào lần, ha. một số các cái nhóm ngành mà nó tích cực hơn, nó xanh nhẹ, à, tích cực hơn nhưng mà cũng ở mức xanh nhẹ thôi anh chị, à, thị trường điều chỉnh những cái phiên mạnh như vậy thì cũng khó, à, những có sự tích cực hơn khi mà nó xanh nhẹ như vậy đã tích cực rồi, à, như đầu tư công đầu tư công rõ ràng anh chị thấy là tuần vừa rồi nó xanh nhẹ ừ, ổn đầu tư công mình cũng đã đánh giá với chị khả năng có tạo đáy trước thị trường rồi nhóm phân bón phân bón cũng là xanh điểm à, xanh tốt ổn rồi nhóm cảng à, cũng tăng xanh À, tuần vừa qua thì Benny ấy, thì lại à, có một cái tuần tăng mạnh à, của những cổ phiếu nhỏ Benny thì lại có sự tăng điểm những cổ phiếu mà anh chị thấy như là CIG này à, những con Benny này nó tăng tuần vừa rồi nó tăng rất là ghê anh chị con này tuần vừa rồi nó tăng đến 27% ghê không nhỉ rồi BCG này à, cũng tăng 8% WCG À, những con Penny này tuần này tăng mạnh. À, thì anh chị thấy là dòng tiền nó yếu và chỉ kéo những cổ phiếu Penny những cổ phiếu có thanh khoản nhỏ thôi. Rồi như vậy là một tuần để mình đánh giá lại là thì anh chị thấy là một tuần lình xình, nhưng mà sang cả thì nó cũng à, để lại cho anh chị những cái phiên mà thấp lên hy vọng cho anh chị nhà đầu tư về việc thị trường có thể phục hồi mạnh mẽ hơn anh chị, đặc biệt là cái phiên thứ năm. Đó. À, thị trường nó kéo 6 điểm. nhưng mà nó kéo các cái cổ phiếu ngân hàng không và không có sự lan tỏa ra các cái nhóm ngành khác. Sang phiên thứ sáu thì dòng tiền nó cũng không đủ để duy trì cái lực tăng. và nhóm ngân hàng thì nó suy yếu nhanh chóng và không thể trụ vững được. cap thì cũng không có dòng tiền vào. do đó thị trường nó không đi theo chiều hướng tích cực mà nhanh chóng quay trở lại cái nhịp giảm ở phiên cuối tuần. và mình đánh giá là nhịp hồi vừa rồi lên một hai năm trừ thì đâu đó là gần như là đỉnh nhịp hồi này rồi. Và sau một cái phiên như thế này thì mình đánh giá là áp lực điều chỉnh nó sẽ quay trở lại với thị trường ở cái tuần tiếp theo anh chị. Đó. Đó, đó là cái thị trường trong tuần vừa qua anh chị nha. Tuần này thì về xu hướng vận động của tuần này. Mình sẽ nói nhanh hơn một tí anh chị trong một cái thời lượng video ngắn thì cũng không thể chia sẻ quá nhiều mình sẽ nói ngắn gọn hơn ha à, về xu hướng vận động thì à, tuần này tiếp tục là sẽ là một cái tuần mà thị trường nó điều chỉnh anh chị để mà tìm cái vùng cân bằng mới và áp lực sẽ có ở những cái Thiên đầu tuần à, cơ hội nó sẽ lớn hơn cho sự phục hồi ở cuối tuần anh chị. và thông thường anh chị thấy là sau những cái nhịp như thế này nhịp giảm của thị trường thông qua những cái trang line như thế này thì khả năng sẽ có những pha ép giấy mạnh để nhà đầu tư bán hoảng loạn thì thị trường mới kéo đảo chiều đi lên hỗ trợ gần nhất của thị trường hiện tại trong khung daily thì là 1245 và 1240 thì khả năng vùng này là nó sẽ có thể điều chỉnh về và vùng kháng cự ở trên đầu bây giờ sẽ là 1273 nó sẽ dao động ở 1240 273 có thể là 1245 1273 trong cái biên độ như vậy anh chị ha à, thì đâu đó khoảng 30 điểm và nếu như mà nó tạo được một cây nến rút chân ở tuần tới tiếp tục nhúng về một hai bốn mươi một hai bốn và rút chân lên anh chị ha? thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội lớn để mà tăng điểm tăng điểm anh chị nếu mà rút chân được ha? thì nó sẽ có một cái dịp tăng lớn thậm chí là tăng đến Ờ uh, qua hai năm 2025 nữa anh chị. À anh chị có thể giống như cái đoạn này đoạn tháng tư cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2023. Ừ khi mà thị trường nó có một cái phiên giảm điểm mạnh à, một cây nến tuần đóng thấp nhất phiên giống như đoạn vừa rồi anh chị nè, tuần trước của chúng ta, à, tuần này thì tiếp tục là nó lình xình đi ngang. À, nếu như tạo được một cái phiên như thế này anh chị à, Tạo được một phiên như thế này ép xuống sau đó rút chân lên đóng đến xanh thì anh chị sẽ có thể kỳ vọng một cái nhịp tăng mạnh ở cái đoạn này à, thì chúng ta đang chờ những cái sự có những cái phiên rút chân như thế này anh chị à, nếu như tuần vừa rồi à, nếu như tuần vừa rồi mà thị trường nó ép được anh chị ép xuống như này ép sớm thì chúng ta sẽ tuần sau sẽ là khả năng sẽ có một tuần tăng điểm ngay à, giống như cái đoạn tháng à, 12 năm 2023 nghìn đây khi mà trước đó một phiên một cái tuần giảm điểm, đóng đến thấp nhất phiên tuần sau nó ép xuống tiếp và nó rút chân thì tuần sau chúng ta thấy là tiếp tục một cây xanh. Còn tuần vừa rồi chúng ta không làm được điều đó, thị trường nó không ép được anh chị. Thì nó sẽ đi ngang. Chúng ta thị trường nó đi ngang và nó sẽ cần thêm những cái phiên như thế này. giống cái đoạn tháng 4 năm 2023. À thì thì nó sẽ chậm hơn anh chị Nếu như tuần vừa rồi ép thì tuần này nó tăng ngay luôn. Còn tuần này mà chúng ta chưa có được những phiên ép xuống như thế này để ép hoảng loạn Thì thị trường nó chưa tăng được anh chị nhé Nó sẽ còn đi lình xình đấy Lúc nào mà sẽ tạo được một cây nến rút chăng như thế này Thì mới có cơ hội lớn để mà thị trường phục hồi và tăng điểm anh chị nha Thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi thôi Hy vọng là thị trường nó ép được và rút chăng được Để tạo đà cho cái sự bứt phá trong năm 2025 anh chị nhìn vào khung đồ thị h 1 thì anh chị thấy là vừa rồi anh chị thấy à, khi mà nó tạo được hai đáy trong khung h 1 thì nó chưa uy tín mình nói với anh chị phải thận trọng với thị trường trong giai đoạn này à, rất nhiều anh chị ở đây rất là hào hứng nói là thị trường đã tạo đáy được rồi nhưng mà mình mình đánh giá là chưa à, à. À, ở phiên thứ hai thì mình đang nhìn thấy cái áp lực à, đánh giá cho phiên thứ hai thì áp lực ngay ở đầu phiên anh chị các khung đồ thị nhỏ đang có cái áp lực giảm điểm mạnh ở đầu phiên đấy thì chúng ta sẽ chờ thị trường nó ép đến đâu. À, nếu ép về hỗ trợ trong phiên ngày thứ hai sẽ là 1245. À, nếu à, không giữ được 1245 thì phiên tiếp theo, phiên ngày thứ ba nó có thể nó về đến 12410, à, thậm chí là 1236 anh chị nhé. 236 đấy, không ít đâu à. À. Rồi, kế hoạch giao dịch thì đối với anh chị nào trong giai đoạn này mà giữ tiền mặt nhiều anh chị thì chờ thời điểm thích hợp để ra quân trở lại. À thị trường mà nó liều siêu liều siêu thì anh chị chưa nên mua nha. À, chúng ta sẽ chờ những cái đoạn mà nó cân bằng tiếp theo, xem nó cân bằng ở đâu. À, và nếu như xuất hiện những tín hiệu đảo chiều, thị trường nó ép mạnh về 1240, 1245 thì mới bắt đầu giải ngang trở lại, giải măng mạnh anh chị. Cơ hội rất là tốt khi mà nó ép về 1240, 1245. À, về xu hướng thị trường trong cái đoạn tới thì anh chị sẽ chú ý nhiều uh, cái động thái của khối ngoại khối ngoại chúng ta thấy là bán liên tục rút rộng liên tục thì hy vọng là cái tuần tới với sự khởi sắc của thị trường đặc biệt là chứng khoán vừa có những cái tích cực như vậy thì hy vọng những cổ phiếu như ssa hay hcm nó sẽ quay trở lại nó tạo đáy được dòng tiền khối ngoại quay trở lại thì chúng ta sẽ thấy thị trường nó tích cực hơn À, và không vội vàng anh chị không vội vàng không có hào hứng quá nếu như thị trường nó kéo xanh điểm anh chị nha đặc biệt là xanh tím anh chị không có đua rất dễ bị kẹp hàng à. và mình khuyến nghị anh chị là tiếp tục giữ cái sự thận trọng với thị trường à. tính phòng thủ anh chị khi mà thị trường nó chưa về một hai bốn mươi thì anh chị phải còn phòng thủ nha đừng để tiếp tục kẹp hàng anh chị à. đừng để kẹp hàng ha anh chị thấy là phiên thứ năm này nó kéo ngân hàng như vậy mà rất nhiều anh chị hào hứng đua vào là mình nói là anh chị là kẹp bị giảm tiếp ở cái phiên ngày thứ sáu rồi kẹp hàng tiếp tục một lần nữa chiến lược trong đoạn tới sẽ là đánh ngắn anh chị nha đánh ngắn và nếu như anh chị đó là cái kế hoạch cho anh chị đã hạ tỷ trọng và cầm cái tiền mặt nhiều đó, nhiều hơn hàng thì anh chị chú ý chờ đi mua lại cho nó đẹp đó. còn đối với anh chị nào mà đang kẹp hàng đặc biệt cái lượng hàng nhiều đấy kẹp hàng full hàng full margin ở đoạn này thì bây giờ anh chị nếu như full margin thì anh chị cũng phải canh những cái đoạn mà nó hồi lên những cổ phiếu nó hồi lên anh chị ra bớt đoạn này full hàng là là đủ rồi anh chị là 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 cũng nguy hiểm rồi đấy nhưng mà đoạn này thì giữ đến đây thì không bán nữa anh chị không bán nữa nếu thị trường giảm tiếp cũng không bán nữa và khi mà về một hai bốn năm một hai bốn mươi thì đâu đó mười 15 điểm nữa đấy thị trường nó những cổ phiếu của anh chị có thể là ba bốn phần trăm nữa là bình thường đấy giảm ba bốn phần trăm nữa nhưng mà đoạn đó chị không bán nữa anh chị nha không bán nữa bán đó là bán đấy không bán nữa và à, nắm giữ thôi anh chị phải nắm giữ qua cái đoạn khó khăn này trước dịp kéo thì bao giờ nó cũng có những cái cú ép à, chị để ý là như vậy rồi thì đó là cái kế hoạch cho anh chị nào nắm giữ hàng chờ thị trường nó hồi lên thôi anh chị nắm giữ ở đây thôi nắm giữ thì đã nắm giữ thì đến đây thì nắm tiếp nha không bán nữa Rồi thì cái đoạn này chúng ta sẽ tiếp tục lọc ra những cổ phiếu để chơi để đón cơ hội thôi anh chị. À, những cái cổ phiếu tiềm năng à, của thì anh chị tập trung vào cái nhóm à, nhóm chứng cho em ha. Nhóm chứng và nhóm đầu tư công anh chị. Nhóm chứng thì anh chị để ý SSI thôi. Đây, SSI những cổ phiếu mà nó sẽ rất là tích cực khi mà cái thông tư 68 này nó vận hành. À, đầu, rồi HCM à, hai cổ phiếu này của nhóm uh, nhóm chứng đang có những cái khả năng có thể mua được, à, anh chị nha. HCM, HCM thì nếu có một cái uh, vùng này anh chị có thể giải ngân được một phần. À, nếu như anh chị nắm hàng, uh, nắm tiền mặt cao thì có thể giải ngân một phần. mà đẹp hơn nữa thì nó về 27.5 anh chị mua, vậy Mua một phần ở đây về 27.5 năm chị mua full. đó Đối với SSI thì anh chị mua vùng này một phần. Nếu như nó về 26 thì 25.7 chị mua thêm đó. Rồi Ngân hàng thì chị có thể làm chú ý những cổ phiếu như là BID Ngân hàng thì một vài các cổ phiếu thì nó chưa về đến hỗ trợ đó anh chị nha Sẽ còn một nhịp giảm nữa Nhưng BID thì khả năng vùng này nó tạo đáy rồi Và đây là cổ phiếu anh chị có thể mua nắm cho trung hạn anh chị Đây là điểm mua trung hạn của BID anh chị nha Rồi um, MBB À, MBB cũng là một cái cổ phiếu à, điều chỉnh cũng tương đối là ổn rồi à, bây giờ anh chị có thể chờ để mua à, mua ở 24.5 anh chị 24.5 à, 24 đến 24.5 -24 là vùng giải ngân đối với MBB ngân hàng thì anh chị chú ý cho em hai cổ phiếu à, trong đoạn này em sẽ lọc ra cho anh chị mỗi nhóm ngành một vài cổ phiếu như vậy à, rồi à, nếu như thép thép thì đoạn này anh chị cái nhóm thép thì đi ngang mình đánh giá là 3 tháng nay rồi đấy anh chị Linh sinh cả mãi này và khả năng à, dấu hiệu nó tạo đáy ở đây rồi anh chị nắm giữ hàng đến đây là không bán anh chị không bán hay nha à, nếu thị trường nó tích cực anh chị quay trở lại mua còn hiện tại thì anh chị vẫn chưa mua chưa mua anh chị nha hiện tại là không bán và chưa mua mới à, nếu mua mới thì sẽ trong phiên anh chị sẽ theo dõi cái thời điểm thích hợp để mua mới cụ thể cái vận động của cổ phiếu ở trong phiên để quyết định anh chị Còn tạm thời chưa mua ha Khi mà thị trường nó ổn định trở lại Anh chị nhìn thấy cái dòng tiền nó quay trở lại nhóm thép Thì anh chị vào Còn hiện tại vẫn chưa anh chị nha Chờ thêm Có tín hiệu là vào được Rồi Bất động sản Bất động sản thì anh chị chú ý Vinhome Vinhome anh chị Nó về ở cái vùng 4041 là anh chị giải ngân à, 40 anh chị. Trên dưới 40 cộng trừ là anh chị giải ngân Vinh hôm được, đánh một cái dịp hồi lên Vinh hôm đoạn này anh chị cũng không đánh dài được à, Anh chị đánh lên đâu đó khoảng à, 45 anh chị Đánh lên vùng 45 là được Vinh à, hôm này Bất động sản không có nhiều cổ phiếu mà anh chị có thể mua được đâu à, Rất là thận động, mình chia sẻ với anh chị rất là nhiều rồi đấy à, Nhóm bất động sản nó sẽ Còn rất là nhiều cái sự bất ổn và chỉ một vài các cổ phiếu mình lọc ra cho anh chị như vậy à, Ngoài ra thì Novaland Novaland thì chia sẻ với anh chị là vùng giá 10 Anh chị có thể là um, Theo dõi à, Tham gia một phần anh chị à, Vì mình đánh giá Novaland là một cái cổ phiếu lớn Và Rất là nhiều tay to người ta nắm cổ phiếu này Và khó lòng người ta sẽ không để Cổ phiếu nó thông qua vùng giá 10 đó, anh chị. À, Về vùng giá 10 là anh chị có thể cược được Về đồ thị thì mình đánh giá Về kỹ thuật thì nó không có một cái điểm tựa hỗ trợ nào cả anh chị À, chỉ có cái niềm tin đối với cổ phiếu này nó cũng thủng, thủng qua vùng giá 10 để anh chị tham gia thôi. À, còn về kỹ thuật thì nó không cho điểm mua anh chị nha. Về kỹ thuật thì không phải là điểm mua. À. Rồi, à, bất động sản. À, đầu tư công. Đầu tư công thì anh chị để ý là CTD và HHV. Anh chị. À, những cổ phiếu rất là tích cực trong đoạn vừa rồi này. CTD vẫn liên tục nó chinh phục đoạn vừa rồi. Tuần vừa rồi anh chị thấy là cổ phiếu nó điều chỉnh nhưng mà CTD là nó vẫn giữ quanh cái vùng 60, 67 này, anh chị. 67, 68 này, nó 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 giữ quanh đây. Đoạn tới mà tích cực anh chị tham gia con này, HHV này Đó. cũng đang ổn, anh chị có thể tham gia một phần trước và một phần là chờ về 11.3. Rồi Masan tuần vừa rồi là Masan điều chỉnh rất là mạnh anh chị là cũng có thể đây là điểm mua. À, bắt đầu anh chị giải ngân cho trung hạn được rồi anh chị ha. À, anh chị mua đây đi, về 73 anh chị mua tiếp. Đó. Mà san là anh chị phải à, mua anh chị ha. Đó. Mua và nắm giữ cho trung hạn. Thì mình tin rằng trong tương lai à, qua sang năm anh chị sẽ thấy là à, giá 100 đối với ma san là điều rất là bình thường ha. à đây có thể là chân sóng của nó cho cái giai đoạn mình chị gom mang sang cho năm năm 2025 anh chị nha Đó. rồi ok thì à, chia sẻ cũng khá là nhiều cái cơ hội cho anh chị để anh chị theo dõi và tham gia ừ, hy vọng rằng những cái chia sẻ của em Vương nó có thể giúp anh chị đầu tư tốt hơn anh chị nhớ là để lại cho em những cái lượt like lượt tim à, và những cái tương tác tích cực anh chị anh chị nếu như yêu mến thì à, hãy về đồng hành cùng em Vương à, chúng ta sẽ đồng hành trong giai đoạn tới cùng nhau kiếm tiền trong đoạn tới anh chị. Gắn ID của em ở SSI là Y610022 anh chị nhé. À, ngoài ra thì anh chị cũng có thể mở một cái thầy khoản Gem. ID ở Gem của em là BR8416. Gắn ID về để, để về đồng hành cùng em anh chị nhé. À, hy vọng cái góc nhìn về thị trường của em nó sẽ giúp anh chị có một sự chuẩn bị tốt và kiếm được tiền trong đoạn tới. À, cảm ơn chị rất là nhiều Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ anh chị nha Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo Bye bye anh chị